Giữa tháng 10 năm 2020, công trình cầu cạn đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long thuộc vành đai 3 Hà Nội đã hoàn thành sau hơn 2 năm xây dựng. Việc khánh thành cầu cạn đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long được xây dựng phía trên đường Phạm Văn Đồng hiện nay giúp đưa vào khai thác thêm gần 4,6 km đường vành đai 3 đi trên cao theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Tiếp nối với hơn 10 km đường trên cao thuộc vành đai 3 từ Pháp Vân đến Mai Dịch được đưa vào khai thác từ những năm trước. Đoạn đường này góp phần hoàn thiện đường vành đai 3 dài khoảng 65 km, không chỉ góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông khu vực phía Tây Hà Nội mà còn từng bước hoàn thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh kết nối các tỉnh phía Bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Cũng trên tuyến đường vành đai 3, hầm chui Lê Văn Lương Tô Hữu vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng sau 2 năm thi công. Theo thiết kế, hầm chui dài 475m, trong đó phần hầm kín dài 95m, hầm hở và gờ chắn dẫn vào hầm kín dài 380m với 4 làn xe. Tại đây sẽ hình thành nút giao thông có 3 tầng xe chạy, kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực. Đây là hầm chui thứ tư của Hà Nội đi vào hoạt động. Trước đó, hầm Kim Liên, xã Đàn khánh thành năm 2009, hầm chui Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long và hầm chui Thanh Xuân cũng được đưa vào sử dụng năm 2016. Để giải quyết tình trạng ùn tắc, thành phố Hà Nội đang tập trung thúc đẩy hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm. Sau hơn 4 năm thi công, tuyến đường vành đai 2 trên cao đoạn từ ngã tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy đã hoàn thiện khoảng 90%. Dự án có chiều dài khoảng 5,1 km, quy mô 4 làn xe chạy với vận tốc cho phép là 80 km/h. Tuyến đường sẽ nối liền ba quận trung tâm gồm Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự kiến vào tháng 12 năm nay, các phương tiện ô tô đi theo hướng từ ngã tư Sở đi cầu Vĩnh Tuy sẽ di chuyển hoàn toàn trên cao để ra khu vực ngoại thành, giúp giảm ùn tắc nhiều năm qua tại điểm đen giao thông này. Cũng nằm trên trục vành đai 2, cầu Vĩnh Tuy 2 là một trong những công trình trọng điểm cấp bách của thành phố Hà Nội, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2023 với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy với tổng chiều dài cầu và đường dẫn 3,47 km sẽ có 8 làn xe lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố Hà Nội sang Long Biên và ngược lại. Khi kết nối với đường vành đai 2 trên cao sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm thủ đô tới khu vực phía Bắc và đông bắc thành phố. Đồng thời, dự án sẽ giúp giảm bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của Hà Nội, nhất là giảm tải trọng lưu lượng xe trên cầu Thanh Trì và đường vành đai 3. Hòa chung trong không khí kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, các công trình giao thông trọng điểm cũng được khởi công xây dựng. Ngày 6 tháng 10, hầm chui giải phóng Kim Đồng được khởi công với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xây dựng trong năm, xây dựng trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2025. Dự án có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 890m. Hầm chui qua nút giao thông Kim Đồng giải phóng là một trong những mối nối trọng yếu của toàn tuyến vành đai 2,5, là một thành phần của nút giao thông phức tạp bậc nhất Hà Nội trong tương lai. Khi tại vị trí xung yếu này còn có đường sắt đô thị đi qua, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại là tiền đề vật chất quan trọng để phát triển đô thị bền vững. Những công trình giao thông trọng điểm đã, đang và sẽ đưa vào sử dụng trong thời gian tới sẽ giúp thành phố Hà Nội thay đổi bộ mặt giao thông đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội sớm hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị xanh, thành phố thông minh.